Chào các bạn, mình là Quang đây. Hôm nay mình sẽ đi ăn ở một quán Việt Nam. Đặc biệt hơn, đây là quán của bạn mình. Đã lâu lắm rồi mình mới gặp người bạn này. Mình không ngờ là khi mình sang Nhật rồi mà mình vẫn còn có duyên để gặp lại bạn đấy. Đây là cô con gái dễ thương của bạn đấy. Bạn đây là cái người mặc áo trắng đang ngồi đấy. Mình là đứa mù đường mà mình không nhớ quán này nằm ở đâu cả. Mình sẽ để link Facebook của quán ở dưới phần mô tả cho những bạn nào quan tâm nhé. Trời ơi, món ăn Việt Nam, trời ơi, thì muốn chết luôn. Đã bao lâu rồi mình chưa ăn món ăn Việt Nam. Trời ơi, thèm cà phê quá. Quán mở từ 11 giờ trưa đến 8 giờ tối nha các bạn. Mình và bạn mình thì cũng đã hẹn nhau rất là nhiều lần, nhưng mà vì bận quá nên bây giờ mới gặp được nhau. Đây là cà phê sữa nha các bạn. Mình cứ ngỡ là mình đã quen mùi vị của cà phê rồi. Tuy chỉ là cà phê Hà Tân thôi nhưng mà mình nhớ Việt Nam quá à. Còn đây là bữa trưa của mình, cơm sườn, trời ơi. Trời ơi, mình thèm cơm sườn muốn chết luôn. Chắc cũng phải cả năm rồi mới được ăn lại cơm sườn. Mùi vị cũng khá là ngon, nhưng mà nếu mà có thêm một chút mỡ hành ở trên nữa thì sẽ tuyệt hơn. Ngồi edit clip mà nhìn cảnh ăn mà tự nhiên thấy đau bụng ghê á. Ăn cơm xong mình thấy gọi tâm phở, nhưng mà mình no quá, thôi chắc hẹn lần khác nhé. Cảm ơn vì bữa ăn nhé. Trời, no quá.